Thưa quý vị, với việc đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, dịch vụ và tổ chức nhiều hoạt động sự kiện hấp dẫn, thành phố Đà Nẵng đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan du lịch trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch. Theo đó, tổng lượng du khách dịp này tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước. Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ngày đầu tiên mở bán vé trở lại đã thu hút rất đông du khách. Trung bình mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, Ngũ Hành Sơn đón từ 5 đến 7 ngàn lượt, chủ yếu là khách quốc tế như Hàn Quốc, Ấn Độ. Trong cái thời gian tới thì cái lượng khách sẽ đến đông nhiều hơn, đặc biệt là cũng đã được công nhận cái Ma Nhai là cái tư liệu của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính vì vậy thì khách trong và ngoài nước người ta cũng tìm đến. Bên cạnh danh thắng của Hải Sơn thì hệ thống các bảo tàng cũng được nhiều du khách biết đến. Trong đó, bảo tàng Điêu Khắc Chăm, nơi lưu giữ các giá trị nghệ thuật của văn hóa Chăm Ba, là địa điểm rất có sức hút với du khách quốc tế. Đến Đà Nẵng dịp này, có rất nhiều điểm tham quan và tôi đặc biệt ấn tượng với bảo tàng Chăm Ba. Các hiện vật trưng bày tại đây thật sự rất đẹp và được bảo quản rất tốt, đặc biệt là mỗi hiện vật đều là một câu chuyện văn hóa rất đặc biệt. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, trong dịp năm mới 2023, công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với hoạt động du lịch trên toàn thành phố đã được chủ động triển khai trong suốt dịp Tết. Tổng lượng khách tham quan du lịch Đà Nẵng trong dịp Noel và Tết Dương lịch năm 2023 từ ngày 24 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023 đạt hơn 194.000 lượt khách, trong đó khách nội địa đạt hơn 128.000 lượt, khách quốc tế đạt hơn 65.000 lượt. Riêng trong dịp Tết Dương lịch 2023, từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023, tổng lượng khách tham quan du lịch thành phố Đà Nẵng đạt khoảng 130.780 lượt. Năm 2023 thì bên cạnh việc tổ chức các cái sự kiện của thành phố thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh cái việc xúc tiến ra các thị trường quốc tế trọng điểm để thúc đẩy cái việc phục hồi khách du lịch quốc tế mạnh mẽ hơn trong năm 2023. Với những tín hiệu tích cực về lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp lễ Tết, kỳ vọng sẽ tạo đà tăng trưởng cho du lịch thành phố trong năm 2023, sớm đạt và vượt mục tiêu mà ngành du lịch đã đặt ra, góp phần khôi phục du lịch một cách mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố.